Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Thì nói về cái sự thất bại của trận chung kết của mùa xuân 2020 vừa rồi á, thì mình nghĩ cái lý do lớn nhất mà chúng bên đội Sài Gòn Phantom mắc phải cái đó có thể là sự tự tin quá lớn để mà mình bị thiếu sót trong cái khâu chuẩn bị về mặt tâm lý cho các bạn trẻ trong những ngày chung kết đó. Về vấn đề Đồng Năm thì mình nghĩ là bây giờ Đồng Năm cũng đang quay lại với team mình cũng hòa hợp rất là nhiều. Và mình đã cũng giải quyết những cái vấn đề mà khúc mắc ở trong lòng của Đồng Năm và bản thân team cũng đã nhìn nhận sự việc tốt hơn. Nói là Đồng Năm sẽ xuất hiện cùng với đội tuyển Sài Gòn Phantom ở trong mùa giải mới ở vai trò chính hay dự bị thì mình nghĩ cái đó là các bạn hãy chờ đón xem cái giải đấu trường nhân vật trong 2020. Tại vì đó là một trong những cái bí mật mà team sẽ luôn giữ và để cho mọi người sẽ chờ đón. Mình nghĩ câu chuyện sẽ là rất là tươi sáng cho Sài Gòn Phantom ở trong mùa mới. Có rất là nhiều người thắc mắc là có thể là tại vì trình độ của Bân cao hơn so với các bạn ở trong team rồi làm cho các bạn trong team là không tạo được đủ tiền đề cho Bân để mà tỏa sáng. Thì mình nghĩ đây nó thuộc về phạm trù về sự phối hợp trong team. Còn về trình độ thì mình nghĩ với các bạn hiện tại ở trong team cũng có thể đáp ứng được cho Bân rất là nhiều. Chẳng qua nó là về vấn đề gọi là tập luyện với nhau và hiểu ý nhau hơn thôi. Trong khi các đội tuyển khác tập độ thay đổi và bổ sung lực lượng thì đội hình của tụi mình vẫn giữ nguyên. Do thời gian quá gấp rút và tụi mình cũng không có dự tính bổ sung nhân sự ở mùa giải năm nay, và bọn mình cũng đã lên dự kiến ở mùa giải mùa xuân 2021. Lối chơi của SGB từ khi có Bân là xoay quanh chiếc tiền thủ này. Tuy nhiên rất nhiều trận đấu khi Bân bị khai thác gần thì bọn mình không có phương án để thay thế. Ở mùa giải năm nay, nếu mà không có sự thay đổi quá lớn về mặt meta thì bọn mình vẫn phải đánh quanh vị trí của tiền thủ này như ở mùa giải mùa xuân cũng như là IPL 2020. Nhiều người cho rằng Bân là tiền thủ thi đấu một màu, thi đấu farm đồ và tỏa sáng trong giao tranh, thì mình nghĩ đó là không có đúng. Mình nghĩ Bân đã rất là biến hóa trong lối chơi của mình. Đối thủ trực tiếp của Sài Gòn Phantom chắc chắn là Templat ở mùa giải năm nay. Chính xác về Templat ở mùa giải năm nay thì mình nghĩ cũng không có quá nhiều thay đổi, vì bộ ba sức mạnh mid gần sức bọt của họ vẫn giữ nguyên. Có điều thì một độ chắc chắn từ anh gấu sẽ mất đi. Điều quan trọng của SGB có thể đánh bại Templat đó chính là bọn mình phải chuẩn bị một tâm lý tốt và một chút về mặt chiến thuật, vì trận chiến giữa SGB và Templat đã không còn phải gọi là về quá nhiều về mặt kỹ năng và mà là về mặt tâm lý. Mình cũng được nghe rất là nhiều khi mà sau khi có sự bùng nổ của Bân á, thì Sài Gòn Phantom trở nên thế lực ở tại đấu trường nhân vọng và cả đấu trường quốc tế. Thì với ý kiến cá nhân của mình thì đó là một phần tại vì Bân là người mang lại cái luồng gió mới cho Sài Gòn Phantom. Tại sao mà team mình vẫn chỉ là một cái đội có thế lực thôi chứ chưa hẳn đã được chứng minh tên tuổi á, thì mình nghĩ một phần là do cái về cái vấn đề kinh tế của team. Mình nghĩ là mình cần có thêm nhà tài trợ, những người bạn đồng hành để mà có thể hỗ trợ đến kinh phí cho đội có thể mở rộng hơn và cũng có thể là chăm sóc cho các em tốt hơn nữa, để mà các em có được những cái gọi là cái sự chuẩn bị chu đáo nhất trên con đường chinh phục. Các mùa giải gần đây thì tụi mình đã có một mức độ không tốt. Tuy nhiên ở mùa giải vừa rồi thì bọn mình đã có một chuyển biến tích cực, đó là tiến sâu vào trận chung kết, nhưng vẫn là một thất bại cay đắng. Ở mùa giải vừa này, bọn mình sẽ cố gắng cải thiện bản thân và tâm lý thi đấu để không phải va vào vết xe đổ đó nữa và giành được chức vô địch đấu trường nhân vọng mùa đông 2020. Hãy subscribe ngay kênh Liên Quân Mobile Esports Arena để cập nhật những thông tin và các trận đấu esports đỉnh cao.